Hello anh em, đã quay trở lại với của Real Tech. Và những gì mà mình đoán hôm trước về Intel Core Ultra thì nó đã đúng rồi đúng không anh em? Với dòng Intel Core i mới thì chúng ta đã không còn đấy chính là Core i nữa, mà chúng ta sẽ được thay thế hoàn toàn ở đây, đấy chính là Intel Core Ultra 200S. Hôm đấy thì mình nghĩ nó là sẽ là 200K, nhưng mà bởi vì cái hậu tố đuôi CPU nó có chữ K nhưng mà Intel lại gọi nó là 200S, nhưng ok không sao, thì nó vẫn sẽ là Intel Core Ultra cho anh em thôi. Và như những gì mà mình đã nói ở trong video trước đúng không, thì Intel Core Ultra bây giờ anh em đã bị cắt đi siêu phân luồng. Hiệu năng của nó thì cũng không có gì ấn tượng lắm. Và ok, mình thì mình sẽ muốn phân tích hai điểm này ở trong video cho anh em xem. Đấy chính là, thứ nhất, đấy chính là những gì mà Intel đã mang ra để truyền thông. Và cái thứ hai, đấy chính là hiệu năng của Intel Core Ultra. Hai điểm này là mình nghĩ là anh em chỉ cần focus vào đúng hai điểm đấy thôi là anh em có thể hiểu được toàn bộ về Intel Core Ultra luôn. Và ok, anh em chờ mình xíu nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đấy anh em. Intel Core Ultra, thực tế thì cái video này lên thì Intel Core Ultra nó cũng đã ra mắt được khoảng mấy ngày rồi, thành ra là chắc là nhiều anh em cũng nắm được sơ sơ thông tin rồi đúng không? Nhưng mà cái đầu tiên mà mình muốn nói với cả anh em ở đây đấy chính là cách mà Intel đang truyền thông về Intel Core Ultra. Nếu mà anh em để ý vào tất cả những cái ảnh mà Intel đưa lên cho anh em, tất cả những cái slide về mặt CPU, về mặt hiệu năng, về mặt nhiệt độ các thứ, thì anh em cũng có thể nhìn thấy ngay một điều ở đây, đấy chính là Intel không hề focus vào câu chuyện đấy chính là hiệu năng của con CPU, mà Intel lại focus chính vào đây, đấy chính là một là điện năng tiêu thụ, và hai đấy chính là nhiệt độ. Mà nếu mà có nói về câu chuyện hiệu năng ấy, thì nó cũng là câu chuyện hiệu năng trên điện năng tiêu thụ, chứ không phải là nói về hiệu năng một cách thuần túy. Thành ra là anh em cũng sẽ hiểu sơ sơ đấy chính là Intel Core Ultra sẽ không phải là một dòng CPU focus vào hiệu năng, và thậm chí đấy chính là nó sẽ không có hiệu năng nổi trội so với cả là Intel đời thứ 14. Và qua cái cách mà mình nhìn nhận Intel truyền thông ở đây, đấy chính là Intel nói đấy chính là đám CPU này là nó sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều so với cả là Intel đời thứ 14. Đám CPU này nó sẽ mát mẻ hơn rất nhiều so với cả Intel đời thứ 14. Và thậm chí đấy chính là Intel đưa ra những con số cụ thể, ví dụ như là nó có thể tiết kiệm được lên đến là khoảng 165W điện mà trong quá trình chơi game, hay là nó có thể giảm lên đến là 17 độ cho CPU. Thì mình nghĩ là những cái điều này nó hoàn toàn có thể xảy ra thôi. Nhưng mà mình nhìn vào cái cách truyền thông này thì mình lại nhận thấy một điều ở đây, đấy chính là với Intel đời thứ 13 và Intel đời thứ 14, và cụ thể hơn đấy chính là Intel Core i7 và Intel Core i9, nó gặp cái fault, đấy chính là fault lỗi đúng không? Và thường khi mà anh em nghĩ đến cái lỗi, cái fault lỗi này, đấy chính là anh em sẽ nghĩ đến nhiệt độ và điện năng tiêu thụ. Bởi vì chính việc anh em sử dụng Intel đời 13, 14 và đặc biệt đấy chính là i7 và i9, anh em cũng phải giới hạn điện năng của nó lại để đảm bảo là hệ thống nó hoạt động ổn định một cách tối đa. Và Intel, người ta lường trước được câu chuyện đấy, và Intel sẽ truyền thông bằng một cách để chính là focus vào câu chuyện điện năng và nhiệt năng. Khi mà Intel truyền thông Core Ultra để chính là tiết kiệm điện và tiết kiệm và nó giảm được cái nhiệt năng tỏa ra, thì nó cũng song song với cả một câu chuyện, đấy chính là Intel đang nói với người dùng. Intel sẽ không nói trực tiếp, bởi vì nói trực tiếp là đám Core Ultra này nó sẽ không lỗi như đời 13, 14 đâu, thì nói như thế nó sẽ là hơi thô. Nhưng mà Intel sẽ truyền thông bằng cách đấy chính là nó tiết kiệm điện này, nó giảm nhiệt này, thành ra đấy chính là chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà lỗi như là đời 13 và 14 được. Thì Intel đang nói khéo chúng ta một câu chuyện, đấy chính là đám Core Ultra nó sẽ ổn định hơn là đám 13 và đám 14. Nhưng mà nếu mà Intel càng focus vào câu chuyện như thế này thì nó càng khẳng định cho mình một câu chuyện, đấy chính là mình sẽ không trông mong gì ở hiệu năng của đám Intel Core Ultra cả. Và cái thứ hai mà mình muốn focus với cả anh em ở đây, đấy chính là hiệu năng của đám Intel Core Ultra. Nếu mà anh em chỉ nhìn sơ sơ vào câu chuyện, đấy chính là những cái bảng hiệu năng mà Intel đưa ra cho anh em, thì anh em cũng sẽ chỉ nhận thấy một câu chuyện, đấy chính là chắc là nó cũng sẽ cải thiện đâu đó một chút về mặt hiệu năng chơi game, hay là nó cải thiện đâu đó một chút về mặt hiệu năng làm việc trong quá trình làm việc của anh em. Nhưng mà mình nhận thấy đấy chính là với đám Intel Core Ultra 200S này, anh em không cần phải trông mong gì về mặt hiệu năng cả. Bởi vì mình khẳng định cái anh em một điều, nếu mà con Intel Core i9 14.9K nó mà bung hết điện á, thì đám Core Ultra các bạn xách dép. Bởi vì anh em cứ nhìn vào cái ảnh Intel đăng lên mà xem, hiệu năng của em Intel Core Ultra 285K đấy, thì nó, nếu mà anh em nhìn vào cái biểu đồ của Intel thì anh em sẽ cảm giác đấy chính là nó có vẻ là nó nhìn hơn là con Intel Core i9 14.9K một xíu. Nhưng mà nếu mà anh em để ý kỹ thì chính là với đa phần những tựa game mà anh em hay chơi ấy, thì nó không ok lắm. Và nếu mà anh em
có một cái suy nghĩ giống như mình ấy, đấy chính là với mình nhá, trong tâm niệm của mình đấy chính là với một thế hệ CPU mới đến từ một hãng, ok, nếu mà so sánh giữa Intel và AMD thì mình có thể chấp nhận câu chuyện đấy chính là có game cao hơn, có game yếu hơn, và tựa chung thì hai con CPU nó cũng ngang nhau, thì ok, đấy là một câu chuyện rất là fair và rất là đẹp giữa AMD và Intel. Nhưng mà ở đây đấy chính là so giữa Intel và Intel đó, mà đây lại là một con CPU đời rất mới, sao phải xong khoảng mấy năm rồi chúng ta mới thay đổi kiến trúc, thì chúng ta rõ ràng chúng ta được quyền trông mong một sự thay đổi lớn đến từ Intel đúng không? Nhưng mà không, hiệu năng của nó gần như là không thay đổi, và thậm chí đấy chứ nó còn kém hơn là Intel Core i9 14900K một xíu. Và nếu mà anh em nhìn vào cái bảng hiệu năng so sánh về hiệu năng chơi game so với cả đây đấy chính là Ryzen 9 9950X thì anh em cũng sẽ nhận thấy đấy chính là nó cũng kiểu nó sẽ làm tốt ở những tựa game mà nó ăn nhiều CPU, ví dụ như là kiểu Total War hay là kiểu Civilization 6. Đấy thì những tựa game đấy là những tựa game chiến thuật ăn rất nhiều CPU thì ok, nó làm khá là tốt. Nhưng mà với những tựa game mà chúng ta cần đến lượng khung hình cao như kiểu là Cyberpunk các thứ thì nó lại làm không tốt lắm. Thì tựa chung thì mình thấy là mình cũng không trông mong gì nhiều đâu. Và thậm chí cái bảng mà nó làm mình sốc nhất ở đây ấy, đấy chính là cái bảng so sánh của Intel về mặt hiệu năng giữa đấy chính là Contra 9 285K mà so với cả đấy chính là Ryzen 9 795X3D ấy. Thì về hiệu năng chơi game thì nó không tốt như là 795X3D, thì nó đương nhiên rồi, vì con 795X3D nó con CPU có hiệu năng chơi game rất là tốt. Nhưng mà về mặt hiệu năng làm việc, có nghĩa là ở cái phần đấy chính là content creation ấy, thì anh em sẽ thấy đấy chính là Intel đưa ra chúng ta những con số đấy chính là Blender nó tốt hơn là 795X3D khoảng tầm 5%, rồi là Cinebench tốt hơn khoảng tầm 21%. Nhưng mà mình nhìn vào bảng thì ok, nó có thể tốt hơn ở những cái mục này, nhưng mà mình lại đặt ra một cái dấu chấm hỏi ở đây, đấy chính là mình liệu ở đây nhá, là con 795X3D này nó đã bật PBO hay chưa. Bởi vì với 795X3D á, là việc anh em bật hay tắt PBO nó ảnh hưởng rất nhiều về câu chuyện đấy chính là hiệu năng đa nhân. Và đặc biệt đấy chính là với hiệu năng ở trong Cinebench 24 á, việc anh em bật hay tắt cái PBO của con 795X3D nó có thể ảnh hưởng đâu đó khoảng tầm 20-25% hiệu năng, hoàn toàn có thể xảy ra. Thành ra là những con số này đưa ra có thể là nó cao hơn so với cả 795X3D, nhưng mà về thực tế có thể là nó sẽ yếu hơn là 795X3D. Mà chưa kể ở đây đấy chính là 795X3D nó không phải là một con CPU có hiệu năng làm việc tốt. Đấy, 795X3D hiệu năng làm việc của nó kém hơn là 795X. Và đương nhiên nó không thể nào mà tốt như đấy chính là 995X mới ra. Đấy, thành ra là anh em cũng thấy đó, gần như tất cả những cái slide, những cái hình ảnh truyền thông của Intel mang đến cho anh em đấy chính là về mặt hiệu năng thì mình đều nhận thấy đấy chính là đám Contra nó đều không làm tốt về mặt câu chuyện hiệu năng. Chúng ta có thể trông chờ được về câu chuyện đấy chính là nó sẽ tiết kiệm điện hơn, nó sẽ tiết kiệm điện. Đấy, nó sẽ có một cái nhiệt độ nó mát mẻ hơn thì ok, nó sẽ đỡ gánh nặng cho phần bom chủ, nó đỡ gánh nặng cho phần tản nhiệt, nó sẽ hoạt động một cách ổn định hơn. Nhưng mà về mặt hiệu năng chắc là chắc là mình vẫn sẽ chọn AMD bởi vì nó sẽ đang làm tốt về mặt hiệu năng hơn. Còn về câu chuyện đấy chính là Intel có truyền thông chúng ta đấy chính là về NPU rồi là về phần card nó tích hợp nó khỏe hơn thì thực ra mình cũng không quan tâm lắm. Bởi vì là cái NPU thì ok, có thể là nó sẽ tốt đối với cả một số người dùng laptop bởi vì chúng ta sẽ cần tiết kiệm điện, chúng ta sẽ cần phải tối ưu rất tốt về mặt câu chuyện điện năng. Nhưng mà đối với cả PC thì thực sự với cả anh em đấy chính là card của Nvidia nó làm tốt hơn nhiều. Đấy, kể cả có 40 TOPS hay là cái 50, 60, 70 thì nó cũng thua mấy con Nvidia hết, chỉ cần một con 4070 thôi anh em có khoảng vài trăm TOPS rồi. Thành ra là không cần phải quan tâm chuyện đấy. Còn về vấn đề đấy chính là card đoạn tích hợp á, thì mình cũng không quan tâm luôn, bởi vì mình quan tâm đến codec engine ở bên trong. Còn về sức mạnh thuần túy của con card đoạn tích hợp thì mình không quan tâm, bởi vì là mình dùng card đoạn rồi. Đó, thì đương nhiên là vẫn sẽ có một vài người sẽ là quan tâm thôi, nhưng mà nó sẽ khá là thiểu số. Không, nói thiểu số thì không đúng, bởi vì là lượng người dùng card đoạn tích hợp vẫn đông hơn là người dùng card rời. Nhưng mà với những người dùng mà đa phần người dùng mà người ta đã dùng card tích hợp thì người ta sẽ không quan tâm nhiều đến câu chuyện là sức mạnh card đoạn tích hợp lắm. Nói thế thì nó sẽ là chính xác hơn. Thì ok, ý kiến anh em như nào về Intel Core Ultra mới? Anh em có đang kỳ vọng gì ở Intel Core Ultra hay không? Còn mình thì mình không kỳ vọng lắm. Nói thật là chắc là tầm này mà nếu mà được thì ở dòng high end thì chắc là vẫn sẽ chọn AMD thôi. Còn với việc Intel cắt giảm cái siêu phân luồng như này thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều về mặt câu chuyện hiệu năng của anh em. Đúng rồi, nhắc đến câu chuyện siêu phân luồng, anh em khoan đã tắt video vội nhá, từ mình lỡ mình quên nhắc đến cái siêu phân luồng đúng không? Cái siêu phân luồng của Intel, thực ra thì Intel có nhắc cho chúng ta ở trong cái slide đấy chính là cái siêu phân luồng này, việc cắt siêu phân luồng thì cái diện tích của con CPU nó sẽ bé hơn, rồi là nó sẽ tối ưu được cái hiệu năng trên điện năng tiêu thụ.
Đấy thì anh em lại vẫn chỉ là nhắc đến câu chuyện đấy chính là hiệu năng trên điện năng tiêu thụ, chứ mà hiệu năng tổng thể thì nó không thể nào mà nó ăn được cái siêu phân luồng cả. Kể cả Intel có tối ưu như nào thì siêu phân luồng nó vẫn là một cái gì đấy, nó tối ưu hiệu năng cho anh em rất nhiều. Nó chỉ cơ bản là nó sẽ tiết kiệm điện hơn thôi, nhưng mà mình nghĩ là Intel cũng phải chắc là cũng phải cắn răng cắn cổ làm cái câu chuyện đấy. Bởi vì là bây giờ mà để con cha ăn nhiều điện quá thì nói thật là người dùng cũng hơi phân vân. Đấy thì ý kiến em như nào? Comment bên dưới, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Và sẽ lại, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.